Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lekan News. Từ những nguồn tin chính thống, chúng tôi mang đến những tin tức mới mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin hôm nay. Tài xế ô tô bị xin đểu đòi mấy chục ngàn ăn nhậu nếu không bể kiến. Từ tài khoản mạng xã hội của một tài xế, cư dân mạng sau khi xem xong video do anh đăng tải đã vô cùng bức xúc và cho rằng những trường hợp đe dọa xin đểu trắng trợn như thế này cần phải xử lý mạnh tay, nếu không làm mất đi sự văn minh của thành phố lớn. Theo đó, khi tài xế đang ngồi trong ô tô đổ dưới lề đường Nguyễn Chí Thành, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh thì bất thình lình một người đàn ông lạ đi xe máy đến gõ cửa. Người này thẳng thắn yêu cầu nam tài xế cho mình mấy chục ngàn để ăn nhậu, đồng thời thông báo xe lớn nào cũng vậy, dặn dò sau này nếu đến đổ phải nói một tiếng với mình. Chủ nhân đoạn video còn chưa kịp phản ứng lại trước tình huống lần đầu gặp này thì người đàn ông lại bình thản hù dọa nếu không thưa gửi khi đến đổ xe thì coi chừng bể kiến. Thế nhưng khi nam tài xế bảo chỉ còn mấy ngàn lẻ thì người đàn ông cọc cằn cho rằng anh đang bố thí mình, rồi sau đó đội giá tiền lên 1-2 xị. Dù liên tục bị từ chối cho tiền nhưng người đàn ông vẫn lì lợm đứng làm phiền nam tài xế. Phải đến khi đối phương nổi giận mở cửa bước xuống thì người đàn ông mới đánh trống lảng rời đi. Sau đây là một vài bình luận được cộng đồng mạng để lại bên dưới video. Thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa, nay lưng ra kiếm tiền, xong lại kêu đưa vài chục ngàn đi nhậu gọn cô. Sướng vậy mấy anh em kéo nhau đi xin luôn cho rồi, làm ăn chi nữa. Nghe giọng là biết mấy thằng lất cất, thấy biển số xe tỉnh khác là tới giở trò dọa dẫm. Vái có ngày đụng trúng mấy thằng anh chị thứ thiệt. Gặp mình là cho hẳn tiền đóng viện phí, chứ nói chi mấy chục ngàn ăn nhậu. Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở chợ đầu mối, bắt thông tin mâu thuẫn nợ nần. Ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức cho biết vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1984, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra, Dung là đối tượng sát hại dã man chị Hà Thị Tú Trinh, sinh năm 1997, quê Long An. Được biết, gia đình chị Trinh buôn bán rau cùng mẹ trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Dung thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị Trinh. Khai nhận về động cơ gây án, Dung cho biết trong quá trình mua bán rau củ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Dung lên kế hoạch giết chị Trinh, chứ không phải do mâu thuẫn tiền bạc, nợ nần như thông tin trước đó. Về nội dung trên, gia đình nạn nhân cũng bác bỏ thông tin cả hai nợ nần nhau và khẳng định Dung không nợ tiền rau củ quả như thông tin trên mạng xã hội. Chiếc xe tay ga mà camera ghi lại khi Dung rời đi cũng là xe của Dung. Ngày 30 tháng 9, Dung thủ sẵn dao rồi chạy xe máy đến sạp của chị Trinh, kêu chị này chở mình đi ra ngoài nói chuyện vì tay Dung bị đau. Tại bãi xe, hai người đứng nói chuyện. Thấy không ổn, chị Trinh định lên xe chở Dung về lại sạp, thì bất ngờ từ phía sau, Dung lao đến kẹp cổ rồi dùng dao thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp vào người chị Trinh, khiến chị gục tại chỗ. Sau đó, Dung lấy điện thoại iPhone 14 Pro Max, một bông tai bằng kim loại màu vàng và khoảng 15 triệu đồng tiền mặt của chị Trinh, rồi lên xe máy bỏ đi. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đến chiều thì tử vong. Sau khi gây án, Dung lái xe về nhà tắm gội, thay quần áo dính máu và bùn đất. Chồng Dung biết vợ dùng dao tấn công người khác, nhưng không báo công an mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt. Theo cơ quan pháp y thông báo, Dung đã đâm chị Trinh hơn 90 nhát dao. Doanh nghiệp xe khách chạy quá tốc độ 6.000 lần một tháng, nói gì? Sáng ngày 4 tháng 10, bà Tạ Thị Lệ Sương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải chất lượng cao Việt Thắng, chủ xe khách chạy quá tốc độ 6.000 lần một tháng, ủy quyền cho ông Lê Văn Hải, đội trưởng an toàn giao thông, trả lời vấn đề chạy quá tốc độ của đội xe Việt Thắng. Ông Hải nói, cần có chế tài xử nghiêm tài xế bởi họ trực tiếp lái trên đường. Doanh nghiệp thừa nhận có việc vi phạm tốc độ của đội xe khách do công ty quản lý. Nhiều công ty vận tải khác cũng có vi phạm tốc độ, chỉ là công ty tôi nhích hơn nên nổi tiếng một cách không mong muốn. Về việc trong một tháng, thiết bị ghi nhận đội xe vi phạm tốc độ hơn 6.000 lần. Thời gian này đội xe Việt Thắng có bị cảnh sát giao thông xử lý vi phạm tốc độ hay không? Ông Hải cho biết, có bị xử phạt vi phạm tốc độ, tôi không nhớ chính xác, nhưng ít hơn rất nhiều so với số liệu 6.000 lần vi phạm tốc độ như thiết bị giám sát hành trình ghi lại. Tài xế vi phạm tốc độ bị cảnh sát giao thông phạt nguội, nói đi nộp phạt, tài xế liền bỏ việc, doanh nghiệp phải gánh.
Tôi nghĩ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cần cập nhật mỗi ngày để nhà xe tương tác với cơ quan chức năng. Nhà xe lập tức gửi thông tin tài xế chuyến xe vi phạm mà thiết bị thông báo để nhà nước thu hồi giấy phép lái xe có thời hạn hoặc phạt thật nặng khi cấp đổi bằng lái. Tông trúng Lamborghini, siêu xe Ferrari bốc cháy khiến hai người tử vong. Sự việc xảy ra trên đường 195 ở Sardinia, Ý hôm ngày 2 tháng 10. Hai du khách Thụy Sĩ đã thiệt mạng khi chiếc xe Ferrari bốc cháy. Melissa Crowley, 63 tuổi và Marcus Crowley, 67 tuổi được xác định là những nạn nhân xấu số. Trong đoạn clip dài 1 phút được ghi lại, một chiếc Lamborghini màu xanh cố gắng vượt một chiếc xe tải nhỏ màu trắng bằng cách đi sang làn đường đối diện. Sau đó, một chiếc Ferrari màu đỏ phóng nhanh theo chiếc Lamborghini đang di chuyển và cả hai xảy ra va chạm. Chiếc Lamborghini sau đó hút vào gầm và đâm lật chiếc RV. Hậu quả va chạm khiến chiếc xe Ferrari cũng bị lật rồi bốc cháy. Cả hai người trên siêu xe này thiệt mạng. Những người trên xe RV bị thương nhẹ. Trong khi hai người trên chiếc Lamborghini may mắn vô sự, trong khi chiếc siêu xe này cũng bị hư hỏng nặng. Cảnh sát cũng cho biết nhóm siêu xe đang trên hành trình Sardinia Supercar Experience và các tài xế thuê các mẫu xe hiệu suất cao để khám phá hòn đảo xinh đẹp Sardinia. Một vài bình luận được cư dân mạng để lại. Bon chen quá, đường hẹp lần lượt mà đi thì đâu có chuyện gì. Lật như xe đồ chơi vậy, cho thấy lực đâm rất mạnh. Còn là xe thuê thì đền ấm người luôn. Drama Bùi Quỳnh Hoa bị đồn mua giải phủ sóng quốc tế. Chung kết Miss Universe Việt Nam năm 2023 khép lại với chiến thắng của người đẹp Bùi Quỳnh Hoa. Mới đây, trên một fanpage quốc tế, đăng tải ồn ào xoay quanh nghi vấn người đẹp mua giải được dư luận bàn tán trong những ngày qua. Cụ thể, trang này đã đăng ảnh Bùi Quỳnh Hoa đội vương miện lúc đăng quang kèm chú thích, tin đồn rằng cô ấy đã trả 25.000 đô la để mua vương miện. Một fanpage quốc tế đăng tải ồn ào xoay quanh nghi vấn người đẹp mua giải. Bài đăng đã nhận về bão like và vô số bình luận từ khán giả Việt Nam và quốc tế. Trước đó, Bùi Quỳnh Hoa đã lên tiếng khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch, công bằng khi tham gia Miss Universe Việt Nam năm 2023. Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ sau đăng quang rằng, để có được kết quả này, em đã cố gắng trong rất nhiều năm trau dồi, rèn luyện và nuôi dưỡng giấc mơ của chính mình. Ba lần thi trong suốt 5 năm, cuối cùng giấc mơ Miss Universe Việt Nam của em đã trở thành hiện thực. Em chưa từng bỏ cuộc sau hai lần thất bại. Hơn thế, điều đó còn cho em cơ hội để nhìn sâu hơn về những thiếu sót của mình. Từng đó năm cũng để em học tập, hoàn thiện bản thân, nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ trở thành hiện thực. Em cũng xin khẳng định rằng em hoàn toàn trung thực với cuộc thi, với khán giả và với những người yêu thương ủng hộ em. Em cũng chỉ như tất cả các thí sinh khác, đều khao khát có được danh hiệu cao quý này. Em không phải là lựa chọn duy nhất, vì còn đến 17 cô gái xinh đẹp, tài năng đang cùng chinh phục giấc mơ Miss Universe Việt Nam. Mù Cang Chải hồi sinh sau bão lũ kinh hoàng. Trong các ngày 3 và ngày 4 tháng 10, đoàn công tác huyện Mù Cang Chải đã đến khu tái định cư thăm hỏi động viên, trao tiền hỗ trợ cho người dân. Tại nơi ở mới, những ngôi nhà mới khang trang sạch sẽ của người dân vùng lũ được xây dựng trên khu vực cao, đảm bảo theo đúng tiêu chí bà cứng, nền cứng, khung cứng, mái cứng. Là một trong những gia đình sập nhà sau bão, ông Giàng A Vàng trú tại bản Hồ Nhì Bá, xã Lao Chải kể lại, trận mưa lớn xảy ra vào chiều tối ngày 5 tháng 8 dẫn đến lũ ống sạt lở đất, cũng khiến toàn bộ ao cá cùng đàn lợn, gà của gia đình bị cuốn trôi. Sau khi được chính quyền địa phương bố trí lên sống tại khu tái định cư mới, ông Vàng được bà con thôn hỗ trợ dựng nhà để ở. Anh Cứ A Thái, hàng xóm của gia đình ông Vàng vui mừng chia sẻ, sau khi lực lượng chức năng vận động di dời đến khu ở mới an toàn hơn, gia đình anh được hỗ trợ 30 triệu đồng nên đã tự xây dựng ngôi nhà mới để ở. Hiện tại, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ 8.380 kg gạo, 11.000 mét ống nước, 1.400 mét vuông ván lịa, 40 tét nước, 170 tấn xi măng, 600 tấm lợp cho các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn và ảnh hưởng bởi mưa lũ. Giúp 48 hộ có nhà ở khắc phục xong 607 trên 607 nhà bị hư hỏng nặng và di dời gần 65 nhà. Đối với các công trình nước sạch, đã khắc phục xong 5 trên 5 công trình, đảm bảo nước sinh hoạt ban đầu cho người dân. Cùng đó, để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, huyện Mù Cang Chải đã thực hiện rà soát, tổng hợp cụ thể thiệt hại về người, tài sản, trồng trọt, chăn nuôi, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 7,1 tỷ đồng, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã rà soát diện tích đất có thể khôi phục sản xuất và khai hoang ruộng.
Gã xe ôm hiếp dâm cô gái rồi cướp tài sản ở khu công nghiệp Sóng Thần 2 lĩnh án. Ngày 4 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, trước đó đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Kỵ, sinh năm 1979, quê Khánh Hòa, 6 năm 6 tháng tù, về tội hiếp dâm và cướp tài sản. Theo cáo trạng, Kỵ là tài xế xe ôm truyền thống, không có chỗ ở ổn định. Rạng sáng 14 tháng 2, Kỵ có mặt tại khu vực cầu Ông Bố, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An để đón khách. Lúc này, chị Đinh Thị Huệ vừa xuống xe khách và đặt xe ôm công nghệ trở về phòng trọ ở thành phố Dĩ An, thì tài xế xe ôm công nghệ gọi điện thoại yêu cầu chị Huệ qua đường để đến đón. Khi qua đường, chị nhìn thấy Kỵ, Kỵ liền nói, anh đợi em lâu lắm rồi. Thấy Kỵ mặc áo xe ôm công nghệ, chị Huệ lên xe máy và được chở đi. Đi một đoạn, chị Huệ nhận ra mình đi nhầm xe thì Kỵ trấn an. Hủy đặt Grab đi vì tụi anh xài chung app, nếu không hủy thì sẽ bị trừ tiền điện thoại. Tưởng thật, chị Huệ hủy cuốc xe đã đặt để Kỵ tiếp tục chở. Sau đó đối tượng chở chị Huệ đi lòng vòng trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An. Đến 3 giờ 20 cùng ngày, Kỵ dừng xe trên đường 26 thuộc khu công nghiệp Sóng Thần 2 và khống chế chị Huệ để cướp một điện thoại, một nhẫn vàng và 1,7 triệu đồng. Sau đó Kỵ tiếp tục dùng vũ lực ép nạn nhân giao cấu trái ý muốn. Tuy nhiên chị Huệ chống cự quyết liệt thoát được và đón xe về phòng trọ. Sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tại cơ quan công an, với tài liệu chứng cứ chặt chẽ, đối tượng Nguyễn Tấn Kỵ đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xôn xao clip cặp đôi bị hắt chất bẩn vào người trong ngày cưới. Ngày 4 tháng 10 trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài 45 giây ghi lại cảnh một đoàn rước dâu đang về nhà chú rể. Đoàn người đang di chuyển thì bất ngờ một người phụ nữ tiếp cận, hắt chất bẩn vào người cô dâu và chú rể. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô dâu chú rể không kịp né tránh, dẫn đến người và quần áo đều bị lấm lem chất bẩn. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đám cưới của cặp đôi ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh vào ngày 4 tháng 10. Ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lưu Vĩnh Sơn xác nhận sự việc xảy ra tại địa phương. Cặp đôi bị hắt chất bẩn là chú rể Dương Việt Hưng và cô dâu Dương Thị Yến. Người dùng chất bẩn hất vào cặp đôi được xác định là Bùi Thị Tuyết. Thông tin ban đầu giữa anh Hưng và chị Tuyết ngụ cùng thôn trước đây có quan hệ tình cảm nhưng gia đình ngăn cản không cho lấy nhau. Trưa ngày 4 tháng 10 khi anh Hưng tổ chức rước dâu thì chị Tuyết đến và dùng chất bẩn tạt vào người cô dâu chú rể. Sau sự việc, người thân của cô dâu có hành vi tác động vào người chị Tuyết nên chị đã nhập viện. Công an đang vào cuộc để làm rõ, ông Hoành nói. Sở Y tế Thái Bình thông tin về vụ cô giáo tử vong sau phẫu thuật. Sáng ngày 4 tháng 10, ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, trong buổi chiều ngày 3 tháng 10, được sự phân công chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình, ông Kiên cùng trưởng phòng nghiệp vụ Y đã về Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải, trực tiếp làm việc với bệnh viện để xác minh, làm rõ nội dung báo cáo của phía bệnh viện liên quan vụ việc nữ bệnh nhân tử vong sau khi thực hiện phẫu thuật tại đây. Theo báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải và đối chiếu với hồ sơ bệnh án cho thấy, bệnh nhân là nữ giới sinh năm 1979, từng sinh con 2 lần bằng phương pháp mổ đẻ và có bệnh nền đái tháo đường. Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bị u nang buồng trứng trái, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Bệnh nhân nhập viện vào ngày 19 tháng 9, sáng ngày 20 tháng 9 thì phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được đưa về giường theo dõi hồi sức hậu phẫu. Một ngày sau, bệnh nhân vẫn hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện bất thường. Đến ngày 22 tháng 9, tức 2 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân bắt đầu có các biểu hiện như nôn mửa, chướng bụng, không đi vệ sinh được, ông Kiên cho hay. Đến ngày 23 tháng 10, do diễn biến nặng hơn, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị. Hơn một tuần sau, ngày 30 tháng 9, bệnh nhân được bệnh viện trả về gia đình. Ngày 1 tháng 10, bệnh nhân không qua khỏi, tử vong. Đến nay, chúng tôi chưa tiếp cận được phía Bệnh viện Việt Đức để xem xét cụ thể bệnh nhân bị trả về trong tình trạng nào. Do đó, chưa thể xác định được nguyên nhân mấu chốt khiến bệnh nhân tử vong là gì. Quá trình hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, nguyên nhân do nội sinh hay ngoại sinh. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ phía Bệnh viện Việt Đức mới có thể đánh giá chính xác, toàn diện nguyên nhân gây tử vong. Về quy trình khám chữa, điều trị bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên, đảm bảo đã đúng các quy định về khám chữa, điều trị bệnh nhân, ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình khẳng định. Chọn ngày đẹp nên dự án đường Đông Tây Buôn Ma Thuột chưa thông xe.
Ngày 4 tháng 10, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, thành phố đang xem xét để chọn ngày phù hợp nhằm thông xe tại dự án đường Đông Tây, Buôn Ma Thuột. Theo ông Hưng, hiện dự án đã hoàn tất, không còn vướng mắc gì. Tuy nhiên, các bên liên quan đang chọn ngày đẹp để làm lễ khánh thành thông xe. Dự án không vướng mắc gì nữa cả. Chúng tôi đang chọn ngày đẹp để thông xe trong tháng 10 này. Thành phố sẽ có thông báo về kế hoạch cụ thể, ông Hưng thông tin. Trước đó, đầu tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có công văn đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng đường, cầu và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ thuộc công trình đường Đông Tây, Buôn Ma Thuột đến ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, đến ngày 4 tháng 10, theo ghi nhận thực tế, tuyến đường Đông Tây vẫn đang được rào chắn tại điểm giao với đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An và điểm giao với quốc lộ 27, xã Hòa Thắng. Tại các điểm giao ngoài rào chắn còn có người canh gác bảo vệ, không cho phép người phương tiện lưu thông trên công trình. Lũ cuốn trôi 23 binh sĩ Ấn Độ, nhiều phương tiện quân sự bị nhấn chìm. Mưa lớn đã cản trở việc tìm kiếm 23 binh sĩ Ấn Độ được báo cáo mất tích vào ngày 4 tháng 10 sau trận lũ quét ở bang Sikkim. 23 binh sĩ được báo cáo mất tích, một số phương tiện được cho là đã bị nhấn chìm trong bùn lầy. Hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Cơ quan thời tiết Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về hiện tượng sạt lở đất và gián đoạn các chuyến bay do dự đoán mưa lớn vẫn sẽ còn tiếp tục ở một số khu vực tại bang Sikkim, phía đông bắc Ấn Độ. Theo phát ngôn viên quân đội Ấn Độ Anjan Basumatari, con đường cao tốc chính nối Sikkim với bang Tây Bengal đã bị đứt và thủ phủ gần tốc của bang Sikkim đã hoàn toàn bị cô lập. Cơn mưa lớn là nguyên nhân chính gây ra lũ quét ở khu vực thung lũng nằm cách thành phố Gangtok khoảng 150 km về phía bắc. Khoảng 15.000 người sống ở khu vực lân cận có khả năng bị ảnh hưởng do mưa lớn và ít nhất 8 cây cầu lớn đã bị cuốn trôi dọc theo bờ sông Tista. Những hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy dòng nước lớn chảy qua những ngọn đồi và xâm nhập vào nơi ở của con người. Một số căn cứ và cơ sở quân sự của Ấn Độ nằm dọc theo thung lũng cũng bị ảnh hưởng. Nước dâng cao đã nhấn chìm các phương tiện đậu ở gần bờ sông và cuốn trôi binh sĩ. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!